Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương vào cuộc điều tra làm rõ xuất xứ của loại ma túy mới mang tên Socola Bay. Cụ thể, bệnh viện Nhi Trung ương vừa cấp cứu thành công 3 trẻ nhỏ ở khu vực nội thành Hà Nội, cùng ăn một loại bánh sô cô la được hàng xóm cho, sau đó có biểu hiện ngộ độc. Qua xét nghiệm cho thấy trong trong bánh sô cô la mà ba cháu nhỏ ăn có chứa loại ma túy mới được gọi là Socola Bay. Công an cảnh báo gần đây thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy mới núp bóng thực phẩm như bánh, kẹo, nước uống. Trên các trang mạng xã hội có nhiều đối tượng giao bán công khai loại ma túy này. Các chất trong sô cô la bay được xác định thuộc nhóm cần sa tổng hợp. Các chất này bị cấm tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Công an tỉnh Hải Dương vừa tạm giữ Nguyễn Văn Du sinh năm 1970, trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương là nghi phạm đâm chết bạn nhậu. Ngày 7 tháng 5, người dân phát hiện ông LQL sinh năm 1970, chú đường Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc cùng uống rượu. Đối tượng Nguyễn Văn Du đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ ông L, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm Đỗ Thị Thu Hiền, sinh năm 1978, chú phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, để làm rõ đơn tố cáo về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một người dân. Cụ thể, Công an tỉnh Gia Lai đã nhận đơn tố cáo của bà NTKT, chú phường Yên Đồ, thành phố Pleiku, về việc bà Hiền lừa số tiền 750 triệu đồng. Theo đó, thông qua các mối quan hệ quen biết, giới thiệu, bà T đã cho bà Hiền vay tiền đầu tư mua bán bất động sản. Tuy nhiên khi đến ngày hẹn trả, bà Hiền đã lần khất rồi sau đó tự ý nghỉ việc tại cơ quan, rồi rời khỏi nơi cư trú, cắt mọi liên lạc với bà Tê. Trước khi rời khỏi địa phương vào giữa tháng 4 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, nơi bà Hiền là kế toán, cũng đã có kiến nghị gửi Công an tỉnh xác minh về việc bà Hiền đã làm các chứng từ rút hàng tỷ đồng từ các quỹ của đơn vị rồi nghỉ việc không liên lạc được. Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Minh Hưng, sinh năm 1975, chú huyện Kiến Dương, tỉnh Thái Bình, về tội danh trốn thuế. Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021, Phạm Minh Hưng có hành vi mua 40 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 4 công ty để hợp thức hóa nguyên liệu mua vào không có nguồn gốc. Tổng giá trị tiền hàng và thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn lên đến gần 200 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Hưng đã sử dụng những hóa đơn này kê khai, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 18 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hưng 18 tháng tù giam về tội danh trốn thuế.